Chào mừng các bạn đã đến với kênh của Clickbait Channel. Và hôm nay mình sẽ đem đến cho các bạn một bài speed test giữa Samsung Galaxy Note 8 và Xiaomi Redmi Note 8 Pro để xem con chip Snapdragon 835 hay là con chip MediaTek G90T sẽ mạnh hơn nhé. Rồi và bây giờ mình đang test về phần khởi động. Trước hết thì mình sẽ cho các bạn xem về điểm AnTuTu nhé. Để thực hiện bài test này thì mình đã tắt hết ứng dụng chạy nền trên cả hai sản phẩm này. Và hai sản phẩm đều được kết nối chung với một điểm Wi-Fi Swan Studio này. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem điểm AnTuTu của cả hai máy. Và đối với chiếc Samsung Galaxy Note 8 thì máy đạt 207.000 điểm. Sau đó điểm CPU là 66.000 và điểm GPU là 87.000. Còn đối với Xiaomi Redmi Note 8 Pro thì đạt tổng điểm số là 278.000. Trong đó điểm CPU là 96.000 và điểm GPU là 79.000. Sơ qua thì ta có thể thấy điểm CPU của Xiaomi Redmi Note 8 hơn rất nhiều so với Samsung Galaxy Note 8. Tuy nhiên điểm GPU thì Samsung Galaxy Note 8 lại nhỉnh hơn một chút. Hôm nay chúng ta sẽ đến với bài test. Đầu tiên là đã nhận ra được tốc độ của hai chiếc máy này thì đương nhiên là chiếc Xiaomi Redmi Note 8 Pro này có tốc độ vượt trội hơn hẳn so với chiếc
Galaxy Note 8 này. Vậy thì nếu như bạn đang cần một chiếc điện thoại có tốc độ load nhanh mà ứng dụng nhanh thì các bạn nên lựa chọn chiếc Xiaomi Redmi Note 8 Pro này. Nhưng nhìn về điểm số thì chúng ta có thể thấy được là GPU của chiếc Samsung Galaxy Note 8 này sẽ nhỉnh hơn. Vậy thì nếu bạn muốn chơi game mượt mà hơn thì các bạn nên chọn chiếc Samsung Galaxy Note 8 này. Vậy các bạn có đánh giá sao về hai chiếc sản phẩm này? Các bạn hãy comment xuống dưới phần video nhé. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.